Đàn bà chơi với nhau, chị em đọc đi cho thông não. Lệch nhau về kinh tế thì không ổn, lệch nhau về nhan sắc thì lại càng không, còn lệch nhau về số lượng trai theo thì thôi rồi. Rất khó có thể tìm được một người bạn gái có thể tin tưởng và thân thiết với nhau suốt đời. Những bài học nhãn tiền của người đi trước về các thể loại tình bạn đàn bà và kinh nghiệm bản thân dạy cho mình một bài học to đùng, nếu có thể hãy giữ những bí mật cho riêng bản thân mình. Bạn gái chỉ để đi ăn, đi chơi, mua son, chém gió những chuyện trên trời dưới biển, chứ không phải tổng đài 1080 để chốt hết tất cả nỗi lòng dốc bầu tâm sự. Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật. Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau. Tất nhiên cũng có những bạn gái rất tốt với nhau, nhưng hiếm lắm, con người vốn đã ích kỷ. Lòng ích kỷ của đàn bà lại càng kinh khủng hơn, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn đừng hơn họ quá nhiều. Bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ. Bạn đừng thông minh hơn họ. Bạn đừng giàu có hơn họ. Bạn đừng có một ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng, người yêu, họ. Nếu bạn đang có một tình bạn, cắt máu ăn thề, với phụ nữ thì mình khuyên thật. 1. Đừng tâm sự gì nhiều. 2. Giữ thái độ, quách tỉnh. Đừng nghe tông bốc chốt đã tít mắt vào. Nhớ nhé các chị em.